Hello các bạn, đây là hình ảnh của Kikomo, một cái siêu thị ở quận Thủ Đức, phường Hiệp Bình Chánh. Đây là có thể nói là một trong những cái siêu thị mới nhất của Việt Nam. Mình nói mới tại vì nó khai trương hồi năm 2019, nhưng mà bị Covid cho nên 2021 mới mở lại. Và trong thời gian mình đi chơi ở Việt Nam, mình ghé ở đây cũng 5-6 lần. Vì gia đình có con nít cho nên mấy đứa nhỏ tới đây rất là thích. Và cái siêu thị này làm theo cái hình ảnh của cái đàn dương cầm. Ở ngoài nhìn vô họ nói là nhìn giống cái dương cầm, nhưng mà mình thấy cũng nhìn cũng hơi khó mà ra hình cái dương cầm. Và ở đây là có nhiều tiệm hoặc là những cái chỗ chơi cho con nít, thí dụ thức ăn là McDonald's này, và những cái lầu khác là có những cái trò chơi từ bé nhỏ tới đến bé lớn, mấy mấy, mấy trò chơi mấy em bé cho đến mấy bắn game, trò chơi được chơi để thắng được thưởng vân vân. Và ở đây cũng có ba tiệm cà phê quen quen xem như của tụi anh Highland. Hai Linh là trước đây của một anh Việt Kiều bán lại cho tụi Phi. Hai Linh và Starbucks là của Mỹ. Và mình để ý Việt Nam bây giờ tất cả những cái siêu thị lớn và cũng như ở đây là rất là nhiều những cái tiệm này kia của nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật và Đài Loan. Đây là tiệm của Đài Loan này, ăn điểm tâm. Tiền thì cũng ok. Và bây giờ đi ở Việt Nam mà tìm cái thương hiệu nổi tiếng cũng hơi khó, tại vì một là không có, hai là hình như là nước ngoài nó mua lại hết. Thí dụ như cái tiệm Highland, cà phê Highland là trước đây của một anh Việt kiều tên là hình như Thái, Quốc Thái chẳng hạn, bị tụi Phi nó mua lại. Và mới đọc tin là nghe đâu là cái người chủ mới này năm nay trở thành một cái tỷ phú đứng đầu hạng năm của bên Phi, tức là năm nay thu về 2,3 tỷ đô. Cho nên họ làm ăn rất là khá. Mình cũng để ý là ở Việt Nam đi đâu cũng thấy cái tiệm hai lên cà phê hai lên. Và đây là những cái chỗ chơi cho con nít chẳng hạn, cho nên mà ai có gia đình vào đây là coi như là có thể đi cả buổi, cái gì cũng có, ăn uống cà phê cho người lớn, trò chơi cho con nít, đến teenager thì gặp hát mua sắm vân vân. Cái mall này có 7 tuần, và hai cái tầng underground và thêm cái sân thượng. Nhìn ra view có thể thấy cái gì 81 landmark nè. Rồi, trong đây có cái co-op nữa, nó nằm 2 tuần luôn. Một cái tuần nó bán về ví dụ đồ xài, một cái tuần hình như số số ba bốn gì đó là nó bán thức ăn chẳng hạn. Vô vào trong đó trái cây đồ đồ xài này kia rất là dễ mua. Đây thấy tiệm lẩu cũng nhiều, lẩu với đồ nướng của Nhật hoặc là của Nam Hàn. Trà sữa, đi đâu cũng gặp trà sữa. Tối rồi, Huyền ơi.
số 8 Bạc Liêu, lỗ thuyền, chút chút chờ chút chút. Tút 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 tút. À, để coi cái view cái chùa vậy đây nè, để coi ai không bác ok. Tối rồi. Xong buổi chơi nè, ok lát để ra coi cái chùa vậy đây nè.